ความโง่กันจะจัดปังมันเป็นเรื่องที่ควรแต่เราต้องเล่า
sau đó là bạn tiếp theo
Thank you.
đi đi không phải hai đi được. Thì có bao giờ nó có
chặt như vậy. Não nhưng mà não đây nó cái bản não chết chặt. Thì đây là cái u. Thế thì đây là u ở đâu? Đầu tiên phải trả lời là nếu như đang nghĩ đến u thì u phải ở đâu? Thì lúc đấy cái đó chính là khám. Nếu xác định u trong chủ thì không phải là u não. Nếu xác định ngoài chủ thì đầu tiên vâng, thế thì cái này xác định trong chủ và ngoài chủ có quan trọng. Tại vì là thanh niên bảo ở trong chủ nó sẽ làm khác, bảo ở ngoài chủ nó sẽ làm khác. Đấy, cái này là đầu tiên. Khi mà nó khác nhau thì nó phải khác nhau thì như thế. Nhưng mà khi mà nó không phải theo cái này thì nó chỉ đến cái
nhưng mà khi chúng ta đọc được